Dạ. Rồi, Gia Khương lên tiếng giúp thầy. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cần làm gì? Fill là chúng ta điền vào cái ô trống, cái từ blank. Nó là cái ô trống này này. Bây giờ chúng ta cần phải điền nó vào. Mà theo cách nào đây? Counting by files nghĩa là sao? Là đếm cách mấy? Gia Khương? Gia Khương? Sao thầy chưa thấy bạn Gia Khương trả lời? Chạy đâu rồi? Rồi, bây giờ bạn Gia Khương thoát ra rồi. Không biết rớt mạng hay sao đó. Để mời bạn khác đi. Mời bạn Đức Nam này. Đức Nam đâu? Không thưa dạ Rồi, nếu mà đếm cách năm thì ở đây là con số mấy? 475 ạ. Đúng rồi, 475. Đến mình thêm 5 nữa thì ra 480. Tiếp tục là nhiêu? 485. 485. 490. Tiếp. 195. 495. Tiếp. 500. Rồi, 500. Cái này gọi là đếm cách năm nha các bạn. Giữa các con số là chúng ta sẽ nhảy một bước nhảy là năm đơn vị. Thầy mời bạn Gia Hưng. Gia Hưng. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta đếm bắt đầu là từ con số này. Bây giờ đếm cách mấy đây? Ở năm. À, cách năm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn hai số nào là con số nó gọi là counting, là số kế tiếp. 365 thì đến số nào? 370. Rồi, tiếp tục. Rồi, 300. 375. Vậy là chọn câu nào? Câu C. Câu C, ok. Mời lại bạn Gia Khương nè. Gia Khương, đếm cách năm giúp thầy. Dạ. Vậy đây là điền số mấy? Dạ. Đó. Nó sẽ cần phải bé hơn. Bé hơn 600 năm đơn vị. Mình đếm cách năm mà. Là số nhiêu? Số. Nhiêu? Dạ là 595. Đúng rồi, 595. Rồi đến 600. Rồi chúng ta cộng thêm 5 nữa là nhiêu? Là 605. Rồi, 610. Rồi kế đến là? Rồi, 615. 615. Tiếp. Dạ, rồi tới 620. Ok, rồi. Đây là cái này nó gọi là skip count by five, là đếm cách năm. Bây giờ lựa cái kế tiếp nó là cái nào cho Khương? Dạ. Yeah. Mình bắt đầu là số 195. Bây giờ mình sẽ phải đếm cách năm. Vậy thì người ta hỏi chúng ta là two number. What two number là hai số nào mà là số kế tiếp? Chọn câu nào? Kế con số này này. Cách năm. 195 rồi đến số mấy? Đếm cách năm. Bây giờ đếm cách năm là bắt đầu từ con số 195 này. Mình đếm cách năm thì nó tới con số nào bằng cách là chúng ta cộng thêm mấy? Đếm cách năm là cộng thêm 5. Vậy thì nó là số mấy? Dạ là số 200. 200. Sau đó chúng ta lại đếm cách năm là cộng thêm 5 nữa thì nó là 200 bao nhiêu? Dạ là 205. Vậy là chọn câu nào? Dạ là mình chọn câu A. Câu A, đấy, chúng ta chịu khó để ý một chút xíu thì chúng ta sẽ trả lời được cái đếm cách năm này nha. Rồi tương tự như vậy, thầy không sửa thêm. Giờ chúng ta sẽ sửa nhanh cái đếm cách 10. Cách 10 thì các bạn làm tốt hẳn rồi. Rồi thầy mời bạn An Nhiên này. An Nhiên, các bạn khác theo dõi nha. Chúng ta sẽ chia ra để chúng ta trả lời.
để thầy kiểm tra các bạn coi các bạn nắm như thế nào. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu là 57. Bây giờ chúng ta đếm cắt mấy đây? Cắt 10. Cắt 10. Vậy thì hai số kế tiếp của nó là bao nhiêu? Là 67 và 77. Ok, rồi thầy cảm ơn. Chúng ta thấy là đếm cắt 10 là chúng ta cộng thêm 10. Lúc này chúng ta cắt 5, chúng ta cộng thêm 5. Còn bây giờ chúng ta cộng thêm 10. Thầy mời bạn Quang Minh. Quang Minh. Yeah. Vậy thì số đằng trước nó mà cắt 10 thì là bao nhiêu? 514. Rồi, 514. Rồi 524. Rồi đếm bao nhiêu nữa? 534. 534. Rồi tiếp. 544. 544. Rồi 554. Rồi đến 564. 564. Rồi thầy kiểm tra hoàn toàn đúng. Bây giờ thầy có một cái lưu ý cho các bạn ở đây. Khi chúng ta đếm cắt 10 thì chúng ta thấy cái dãy số này là bắt đầu là 514. Kế đến là con số 524 và tiếp tục. Thì chúng ta sẽ thấy đây là các con số mà nó hoàn toàn cắt nhau 10. Tức nghĩa là chúng ta cộng thêm 10 nữa. Đúng không? Vậy là chênh lệch giữa các con số trong dãy số này là cắt nhau 10. Đó, thầy viết đây là cắt nhau 10 hết. Thì cái này nó gọi là skip count by tens. Nha, là đếm cắt 10. Vậy thì bạn Quang Bình cho thầy biết, khi thầy cộng thêm 10 là chúng ta tăng ở hàng nào? Hàng đơn vị hay hàng chục? Vậy là hàng chục. À, hàng chục. Chúng ta thấy cộng thêm 10 tức nghĩa là 110 các bạn. Đúng không? Là chúng ta tăng hàng chục lên một đơn vị. Hàng chục lên một đơn vị. Chúng ta cộng thêm mà. Bởi vậy khi chúng ta thấy là 514, chúng ta tăng hàng chục này lên một đơn vị, nên bạn biết được nó là 500. À, thầy xin lỗi. 514. Chúng ta thêm một đơn vị ở hàng chục thì nó sẽ trở thành là 524. Chúng ta thấy nó khác biệt ở chữ số hàng chục thôi. Nha. Chúng ta tăng một đơn vị. Vậy, tại vì 10 nó chính là 110. 110 tức nghĩa là chúng ta tăng một đơn vị ở hàng chục. Ok. Rồi, phải lưu ý chỗ này chút xíu để các bạn nhớ. Rồi, tương tự như đối với cắt 10 với cắt 5 nó tương tự, nên thầy chỉ gợi ý như vậy thôi. Lưu ý cái chỗ đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ... Thầy ơi! Sao? Cho đi về sân. Rồi, đi đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải cộng các con số này là cộng 4 chữ số. Thầy mời bạn Minh Tuệ cho thầy ý kiến. Minh Tuệ. Minh Tuệ. Yeah. Bây giờ chúng ta cộng 4 con số này mà mỗi số là có 2 chữ số thì chúng ta cộng sao? 4 cộng 3. À, 4 cộng 3 cộng 1 cộng 6. Chúng ta lưu ý cái chỗ này cho thầy. Cái số 44 đừng vẽ vào để thầy ghi. Số 44 này chúng ta thấy nó là for gì? Nó là for tens và for one, đúng không các bạn? For one. Và tương tự như vậy, 23 này thì cũng là two tens và three one. Tiếp tục 11 nó là one tens và one one. Còn cái số 6 đây nó chỉ là 6-1 thôi. Vậy thì khi chúng ta cộng thì chúng ta cộng như thế nào? Bạn vừa mới gợi ý là chúng ta cộng tất cả những cái mà nó lẻ. Đó. Đây là hàng quần. Dạ. Vậy thì chúng ta thấy là 4 cộng 3 cộng 1 cộng 6 thì nó là bao nhiêu? Dạ là... Bao nhiêu? Chúng ta cộng thì chúng ta thấy là 4. Chúng ta cộng với 6 thì nó chính là bao nhiêu? Dạ, 4 cộng 6 bằng 10. À, 10. 10. Thì chúng ta thấy là chúng ta ghép cái 10-1. Thì chúng ta đổi đó là 110. Tức là một chục rồi đấy. Là 110.
Còn cái 3 cộng với 1 này chính là for one, đó là 4. Rồi, bây giờ chúng ta cộng hàng chục này, hàng chục. Hàng chục nó là nhiêu? 4 cộng 2 22. Là nhiêu? Là nhiêu? Dạ, 4 2 1. Là nhiêu? 4 chục cộng 2 chục cộng 1 chục là mấy chục? 70. À, 7 chục. Thầy ghi là 7 tenths. Thì chúng ta có một cái điểm đặc biệt. Số bên này nè, dư ra. Thì chúng ta thấy là 110 lúc nãy là cái số dư. Bạn Minh Tuệ đừng viết vào. Khi nào thầy nói viết, hắn viết. Chúng ta phải tập trung vào cái thầy đang hướng dẫn. Mà đừng có phân tâm ra cái khác. Khi chúng ta cộng tất cả 4 con số này lại thì chúng ta được là 14, tức nghĩa là 41 và 110. Thì cái 110 này là chúng ta nhớ 1 đấy, chúng ta nhớ 1. Còn 4 chục cộng 2 chục cộng 1 chục là 7 chục. Đúng chưa? 7 chục là 710. Vậy thì chúng ta nhớ thêm 1 chục nữa thì chúng ta sẽ được là 8 chục. Vậy thì chúng ta đổi ra, chúng ta đổi ra. Cái này là 41, cái kia là 810. Là chúng ta viết lại là 84. Rồi, cái này là thầy hướng dẫn để chúng ta thấy được phép toán có nhớ ở đây. Vậy thì chúng ta quay lại cái chỗ này để chúng ta cộng như sau. Chúng ta học trên trường ấy là 4 cộng 3 cộng 1 cộng 6. Thì chúng ta thấy nó là 14. 14 thì thầy cô sẽ dạy các bạn là viết 4 và nhớ 1. Chúng ta nhớ 1 ở đây ấy, chẳng qua 1 đây là 1 chục. Thì chúng ta phải nhớ đây là nhớ 1. Mà 1 đây không phải là một đơn vị nha các bạn. Chúng ta gọi nó là 1 chục đấy. Vậy thì khi chúng ta cộng 4 chục, 2 chục, 1 chục là 7 chục. Chúng ta nhớ thêm 1 chục nữa là thành 8 chục. Vậy thì chúng ta cộng 1 ở đây là 1 chục vào trong cái 7 chục thì thành 8 chục. Với 4 nữa là 84. Vậy thì kết quả của chúng ta sẽ có chỗ này là 84. Thầy đang lưu ý cho các bạn là phép toán khó nhớ và tại sao nó nhớ ra như thế. Thầy mời bạn là bạn Gia Khương. Bạn Gia Khương. Dạ. Đấy, bây giờ cộng cho thầy. Chúng ta thay vì cộng hàng dọc thì chúng ta cộng hàng ngang. Thì chúng ta cũng lấy hàng đơn vị chúng ta cộng lại. Là nhiều. Là nhiêu? 8 cộng 1 cộng 4 cộng 7 thì nó là mấy? 8 cộng 7 là nhiêu đấy? Gia Khương? Dạ. 8 cộng 1 cộng 4 cộng 7. 8 với 7 là mấy? Dạ là 20. Bây giờ 8 cộng với 7 là 15. 15 chúng ta thêm 5 nữa là 20. 20 ở đây là 2 tenths. Vậy thì 20 ở đây là 2 tenths. Vậy là chúng ta có 0, 1. Nên ở hàng đơn vị thầy ghi là 0. Đấy à. Rồi bây giờ chúng ta lại cộng số 2. 2 chục, 1 chục, 3 chục và 1 chục. Thì nó là mấy chục đấy? 2 chục, 1 chục là 3 chục, cộng thêm 3 chục là 6 chục, cộng thêm 1 chục nữa là 7 chục, tức nghĩa là 7 tenths. 7 tenths với 2 tenths này nữa thì nó là mấy chục? Dạ là mấy chục đây? 7 chục với 2 chục là mấy chục? 7 chục với 2 chục. Dạ, 7 chục với 2 chục là 9 chục. Ờ, 9 chục. 9 chục, vậy thì thầy viết số 9 ở hàng chục để thay cho cái chữ ten được chứ? Bởi vì chúng ta sẽ thấy là ở cái cột này này, viết cuối cùng, nó là hàng one. Còn ở cái cột này là hàng ten. Thì thay vì thầy ghi là 9 ten, thì thầy hiểu ngầm nó là viết ở cột thứ hai ở bên tay trái. Thì chúng ta hiểu ngầm nó là 9 chục. Vậy thì chúng ta điền vào đây, chúng ta sẽ ra được 9 chục chỗ này.
Đây là phép toán, có nhớ các bạn. Rồi tương tự như vậy, các bạn cũng về lập theo thứ tự, chúng ta làm phép toán cộng, có nhớ nha. Rồi tương tự như thế, thầy hướng dẫn để các bạn về nhà làm bài. Và bạn Gia Khương phải dành thì giờ làm bài nhiều hơn thì chúng ta mới thuần thục được. Thầy thấy là làm bài hơi ít đấy, nên phải cố gắng chăm chỉ hơn nữa, làm bài thường xuyên hơn. Thầy mời bạn Nguyên Thảo. Nguyên Thảo. Dạ. Rồi, Nguyên Thảo cho thầy biết là chúng ta sẽ phải regroup, tức là phép toán cộng có nhớ đấy. Thì dạ. Chúng ta phải thấy cái nào? Giờ lại hai đơn vị cộng lại hai đơn vị nữa. Chúng ta thấy 89 này có phải nó chính là 18 và 91, còn cộng cho thêm 7 chỗ này là 71. Thì bạn đang nói ở đây là hàng đơn vị cộng hàng đơn vị thì ra là bao nhiêu? 9 cộng 7 là nhiêu? Dạ là bằng... Bằng mấy? Dạ là 16. À, 16. Chúng ta làm cơ chế make 10 như sau. Là 9 đơn vị này chúng ta cần thêm mấy để thành 10 đó? Thành mấy? Dạ cần thêm 1. À, thêm 1. Vậy là thầy lấy 9 cộng cho 1. Còn số 7 này nó chỉ còn lại là 6 thôi. Tức nghĩa là thầy lấy 1 đơn vị ở trong số 7 này thì tắt ra để thầy dồn cho số 9. Yeah. Số 9. Còn số này là A10. Thầy viết là A10 thôi. Được chưa? A10. Thầy hiểu ngầm này là 91. Đây là 61. Thì bây giờ thầy mới regroup cái chỗ này lại. Cái được chỗ này là 101. Cái này là 61. Cái này là A10. Tiếp tục. Bạn Nguyên Thảo cho thầy biết là 101 này thầy đọc ra thì nó là bao nhiêu chục? Dạ giữ một chục. À, một chục. Thay vì thầy ghi chữ 101 thì thầy sẽ ghi nó là gì? Là 10, được không? Dạ được. Được. 61. Đây là A10 nha. Bây giờ thầy ghép lại như sau. Thầy ghép lại A10 thì regroup với cả 110 thì nó là mấy? Là bằng 9. Là 9. 9 and 61. Vậy như vậy thầy ghép lại cái thành số bao nhiêu đấy? Số mấy? Bằng 96. Chính xác, 96. Ở chưa? Đây là để cho các bạn hiểu được cái khái niệm regroup là phép toán khó nhớ. Dồn lại để chúng ta đổi nó ra là 10 đơn vị là 101, thay đổi thành 110. Lúc đó thầy mới gộp. Còn trên trường các bạn sẽ làm như sau. 89 các bạn cộng cho 7. Thì chúng ta thấy là 9 cộng 7. Thực ra chúng ta dồn 1 vào đây thì nó thành 6, nhớ 1. 1 ở đây là 110. Chúng ta dồn với 8 với 1 trở thành 9 thì nó cũng là 96 nha các bạn. Thì các bạn có thấy là cả hai là như nhau, không có gì khác nhau cả. Thầy dùng cái cách mới, không phải là mới hoàn toàn, mà thầy đang hướng dẫn regroup để chúng ta hiểu được là chúng ta đang làm phép toán là chúng ta nhóm nó lại để thành tròn chục. Sau đó chúng ta mới chuyển nó sang hàng chục. Còn cái này là chúng ta học trên trường là chúng ta cứ nhớ một rồi chúng ta dồn vào thôi. Vậy thì chúng ta hiểu nó. Còn khi chúng ta làm thì nó sẽ nhanh hơn. Đó là 96 ở đây. Thầy mời bạn Gia Hưng. Gia Hưng. Dạ. Yeah. Đây, bây giờ regroup cho thầy xem là chúng ta sẽ thêm mấy vào số 9 đây? 4. Không, chúng ta thêm 4. Nhưng mà bây giờ thầy regroup thì thầy lấy 19 cộng mấy? Cộng mấy ở đấy? Cộng mấy để nó tròn trục?
cộng 1. À, cộng 1, đúng rồi. Vậy là số 4 này thầy tắt nó ra là 1 cộng 3. Tức nghĩa là số 9 này nó cần thêm 1 nữa để nó sẽ thành tròn trục. Vậy thì 19 với 1 này nó trở thành là 2 trục, tức nghĩa là 2 tens. Và chỗ này là 3 1. Vậy thì ghép nó thành số bao nhiêu? Số 23. Đúng rồi, 23. Vậy nếu chúng ta viết hàng dọc là 19 cộng 4, chúng ta regroup nó lại. 9 cộng 4 là 13, chúng ta viết 3, nhớ 1. 1 ở đây là 1 trục nha các bạn. Thầy lưu ý cái này là 1 trục, là chúng ta dồn vào cái hàng kế tiếp. Là 1 cộng 1 là 2, cũng chính là bằng 23 ở đây. 23. Mời bạn Quang Bình. Quang Bình. Quang Bình. Ngân Đinh. Yeah. Rồi. Regroup cho thầy nó là bao nhiêu? Nó là 11. 64. Bây giờ thầy sẽ phải thêm mấy nữa để cho nó thành tròn trục nhỉ? Thêm mấy? Dạ, thêm 6. À, thêm 6. Vậy thì 7 này nó sẽ là 6 cộng. 6 cộng 1. 1. Rồi. 64 cộng với 6 thì là nhiêu? 64 cộng 6 là 70. 70 với 1 nữa. Vậy là cuối cùng bằng mấy đây? 71. Ok, bằng 71. Rồi, thầy qua cái hướng dẫn cái bài khác. Bây giờ chúng ta regroup của phép toán trừ. Regroup của phép toán trừ. Mời bạn Minh Tuệ này. Hình như thầy chưa thấy bạn Minh ăn hay sao á. Từ nãy giờ thầy không thấy bạn Minh ăn. Rồi, Minh Tuệ cho thầy biết xem coi là 71 chúng ta trừ cho 5 thì chúng ta trừ làm sao. Bạn Minh Tuệ chạy đâu rồi? Dạ, rồi, mình thì... dạ mình sẽ làm sao? Chúng ta thấy 71 là 7 10. Dạ. Với cả 11. Bây giờ chúng ta trừ đi 51, có trừ được không? Không. Không. Chúng ta trừ không được. Mượn số của số ở đây. Số à. Thầy hiểu rồi. Chúng ta sẽ phải unroot cái chỗ này ra. Đừng vẽ vào. Chúng ta phải unroot nó ra, tức nghĩa là thầy phải lấy một chục trong này thầy unroot nó. Tức nghĩa là 7 chục này này, thầy chỉ giữ lại 6 chục thôi, là 610. Với cả 110. 110 thầy unroot ra nó gọi là 10 1. Rồi cái 11 này thầy giữ lại. Thì lúc này thầy mới phép toán trừ, thầy trừ cho 51. Thì các bạn mới thấy là 10 này chúng ta trừ cho 5 thì còn mấy? Còn mấy, Minh Tuệ? Dạ, còn... 10 chừng 5 còn mấy? Dạ, còn 5. À, 5 với 1 còn dư chỗ này nữa là thành mấy? Là thành 6. À, vậy là 6-1. Còn cái 6-10 này, chúng ta viết lại là 6-10. Vậy thì chúng ta ghép lại. 6-10 với 6-1 thì nó là bao nhiêu? Là nhiêu, Minh Tuệ? Là... À... Là... 60 và 6 đơn vị thì nó là mấy? Nhiêu đây? 60. 66. Rồi, 66. Chúng ta điền vào đây là 66. 66, hình như thầy thấy vắng bạn Quang Minh nữa. À, Quang Minh. Rồi, thầy thấy rồi. Rồi, đó là chúng ta phải unroot ra chúng ta mới trừ được. Thầy mời bạn Quang Minh đi. Quang Minh. Dạ. Rồi. Bây giờ Quang Minh trừ cho thầy 83 trừ cho 7 thì là bao nhiêu đây? Chúng ta thấy 3 không trừ được cho 7.
Vậy thì chúng ta sẽ phải unroot một ra. À, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta mượn 1 ở 8 này này. Tức nghĩa là số 8 này thì tách ra là 7 với 1. Được chưa? Vậy thì 1 ở đây chúng ta hiểu nó là một chục. Một chục mà chúng ta trừ cho 7 thì còn mấy? 1 chục trừ cho 7 là còn mấy đây? Để chân thầy là bằng 3. 3. Với 3 còn dư này nữa là mấy? Là mấy? Không. À là 6. Vậy thì cái số 8 này lúc nãy chúng ta lấy một chục ra để chúng ta trừ rồi thì chúng ta chỉ còn lại mấy đây? 7 chục. Vậy thì chúng ta viết số 76. 76. À, đây là phép toán có nhớ thì một số bạn lớp 1 là các bạn có thể các bạn biết thì hôm nay thầy hướng dẫn luôn nha. Vậy thì chúng ta phải ungroup nó ra chúng ta mới trừ được. Ungroup ra. Đây. Ra. Bây giờ chúng ta make 10. Rồi các bạn đi đi. Cố gắng đi vệ sinh trước khi vô lớp học. Khi nào thầy cho ra chơi thì chúng ta đi tiếp. Thầy mời bạn Đức Nam. Đức Nam. Dạ. Rồi, Đức Nam bây giờ cho thầy biết là bây giờ 17 cộng với 35 này bây giờ chúng ta sẽ phải tách số ra để chúng ta bắt đầu. Tách sao? Đức Nam. Dạ. Nói đi. 17 cộng 35 nè. Chúng ta thấy là 17 người ta tách ra thành 12 cộng mấy? 2 cộng 5. À, 12 cộng 5. Cộng 5 chỗ này. Mục đích là để làm gì biết không? Tại sao người ta tách 12 cộng 5 mà không phải là 11 cộng 6? Bởi vì người ta muốn ghép với số 35 này để cho thành tròn trục. Nên người ta mới tách thành số. Vậy thì chúng ta viết lại số nào đây? Để con lại bằng máy ra. Đức Nam. Thầy là 17 đúng ạ. Là 40. Đúng không? Chỗ này là 5. Chỗ này là 5. Chắc nói mẹ là phải coi lại mạng ở nhà như thế nào. Thầy thấy là nghe nó không có rõ lắm nha Đức Nam. Để thầy sẽ chuyện thêm với mẹ coi là coi lại internet kết nối ở nhà. Rồi, bây giờ thầy nhắc lại, khi chúng ta thực hiện phép toán cộng hai con số này thì chúng ta thấy người ta sẽ tách con số 17 này ra thành một con số, ở đây người ta ghi trống cho mình điền. Và chúng ta phải hiểu tại sao người ta tách, bởi vì mục đích người ta muốn xem số 35 này này. Người ta thêm mấy đơn vị nữa để nó tròn trục thì chúng ta thấy nó là con số 5. Nên khi chúng ta tách ra thì chúng ta phải điền chỗ này là số 5, số này là số 12, chúng ta ghép lại. Và như vậy chúng ta thấy là được 40 cộng 12 thì nó là bao nhiêu? Đức Nam. Là 52 ạ. Là 52. Rồi, 52 đây. Cái này nó gọi là make 10 nhé. Là chúng ta phải làm cho nó tròn trục bằng cách là chúng ta dồn từ bên này qua bên kia để cho nó tròn trục. Thầy mời bạn Quang Bình. Quang Bình. Quang Bình. 27 cộng 46 thì nó sẽ tương đương với 30 cộng mấy? Và tại sao? 30 cộng 43. À 43. Có nghĩa là 27 này người ta dồn thêm mấy để nó trở thành 30 đấy? Dồn thêm mấy bạn? Dạ là dồn thêm 3. À, dồn thêm 3 thì 46 này nó chỉ còn lại là 43. Nên chúng ta sẽ điền vào chỗ này chính là số 43. Chúng ta sẽ thấy là
nó tương đương với nhau. 43. Rồi. Thầy mời bạn khác nha. Cái này thì xong rồi. Thì những bạn nào chưa rõ chỗ này thì chúng ta lưu ý. Rồi cộng trên trục số. Cộng trên trục số. Thầy mời bạn Gia Hưng. Gia Hưng đâu? Dạ đây. Rồi. Bây giờ chúng ta chọn cái trục số nào để chỉ ra cái phép toán này. Phép toán này cho chúng ta biết là bắt đầu là số mấy? Số mấy? 13. À, số 13. Bây giờ chúng ta cộng 87 vào con số 13 này. Thì chúng ta sẽ cộng hàng chục trước rồi cộng đơn vị dồn vào. Tức nghĩa là chúng ta hiểu là 13 chúng ta cộng 87 là chúng ta cộng 8 chục. Sau đó chúng ta cộng thêm 7. Đúng không? 87 chính là 8. Bây giờ chúng ta sẽ dồn. Chúng ta sẽ dồn vào đây. Thì chúng ta thấy là 13 chúng ta cộng cho con số nào? Trên trục số này. Cộng trục số nào? ABC. A. Giờ phải kiểm tra nhé. 13 cộng thêm 80 và cộng thêm 7. Còn chỗ này là 13, chúng ta cộng thêm 70 là không đúng. Bởi vì chỗ này nó phải là 80. Vậy thì bạn chọn câu A nhé. Rồi, phải là câu A. Để thầy coi là phụ huynh có nhắn gì cho thầy này. À, rồi, thầy quên mất bạn Hoàng Anh. Thầy xin lỗi. Rồi, tại vì Hoàng Anh bị chạy xuống dưới, thầy nhìn lên trên rồi xong Hoàng Anh lại bỏ tay chạy xuống dưới. Rồi thầy mời bạn Hoàng Anh này. Hoàng Anh. Dạ. Rồi. Bây giờ cộng cho thầy là 45 cộng cho 39 thì chúng ta dùng trục số để chúng ta cộng là bắt đầu là số 45. Bây giờ chúng ta sẽ cộng cái gì trước? Dạ. Cộng hàng chục trước là cộng bao nhiêu? Là cộng 30. Sau đó chúng ta cộng hàng đơn vị là thêm bao nhiêu nữa đây? 9. Vậy thì chúng ta thấy là 45 mà cộng 30 thì thành mấy đây? Thành 75. 75. 75 chúng ta thêm 9 nữa thì thành mấy? Là bằng 84. Ok, thầy cảm ơn. Đúng rồi đấy. Bằng 84. Tốt tốt. Mời bạn An Nhiên. An Nhiên. Anh Nhiên đâu? Dạ. Rồi bây giờ người ta hỏi chúng ta đã đi tìm cái gì đây? What equation là đi tìm cái gì? Là tìm phép tính. À, tìm phương trình, không phải tìm phép tính. Chúng ta nhớ cái từ expression thì nó là phép tính. Nếu nó phép tính thì nó chỉ chứa con số và phép toán, như vậy thì mới gọi là phép tính. Còn ở đây chúng ta thấy là nó có một cái sự so sánh giữa bên trái và bên phải. Và nó thể hiện ở đây là dấu bằng. Thì nếu so sánh với nhau mà thể hiện một dấu bằng thì nó gọi là phương trình. Tiếng Việt là phương trình, tiếng Anh nó gọi là equation. Những cái thuật ngữ này chúng ta bắt đầu làm quen nó nha. Vậy thì người ta nói là, người ta hỏi chúng ta là đi tìm phương trình nào. Thì ở đây chúng ta có tới 3 phương trình. Câu A chúng ta có một phương trình, câu B là một phương trình, câu C là một phương trình. Bây giờ chúng ta phải lựa chọn cái từ which. Ở đây là nói chúng ta phải lựa chọn này. Lựa chọn cái phương trình nào nó thể hiện được cái trục số. Đấy. Trục số này nó nói chúng ta như thế nào? An Nhiên. Dạ, trục số này. Nói là 21. Rồi làm gì đây? 70. Cộng thêm 70. Đúng không? Thì nó thành bao nhiêu? Nó thành 91. 91. Sau đó chúng ta lại cộng thêm 5. Cộng tiếp 5. Thì kết quả của chúng ta là bằng bao nhiêu ở đây? Kết quả là mấy? 96. À, chúng ta thấy là 96. À, 96. Còn ở đây là mấy?
Đây là 21. 21. Vậy thì chúng ta quan sát rằng từ con số 21 này, nếu chúng ta nhảy một bước 70 đơn vị, sau đó chúng ta nhảy thêm 5 đơn vị, vậy thì coi như là chúng ta nhảy bao nhiêu đây? Nhảy bao nhiêu đơn vị? Bao nhiêu? 75. Nhảy 75. Vậy thì chúng ta thấy là từ 21, nếu chúng ta nhảy một bước là chúng ta cộng cho 75 thì nó sẽ là bằng bao nhiêu đây? 96. 96. Vậy thì chúng ta thấy cái phương trình nào nó thể hiện điều đó? Dạ, B. Câu B. Nó chính là 21 chúng ta cộng thêm 75 thì nó chính là bằng đáp số 96 nha. Chúng ta phải đọc hiểu được cái diễn đạt của phương trình này. Thầy mời bạn là bạn Quốc Anh. Quốc Anh đâu? Dạ. Yeah. Rồi, phương trình nào diễn đạt 61 cộng 27? Câu nào? ABC? Là 61 cộng 27. Câu B. Câu B. Chúng ta thấy bắt đầu là số 61. Thì chỉ có câu B và câu C là bắt đầu số 61 thôi. Còn này số 16 là không đúng rồi. Vậy là chúng ta không được chọn câu A. Vậy là 61 chúng ta cộng 27 thì chúng ta phải cộng 20 trước rồi cộng 7 sau. Còn chỗ này chúng ta chỉ cộng cho 2 thì là sai. 2 ở đây nó phải là 20 chứ không phải là 2 đơn vị. Nên bạn chọn câu B. Câu B là câu trả lời. Rồi thầy, một số câu thầy bỏ qua nhé. Thầy sẽ xem cái câu nào mà nhiều bạn bị sai. Còn những câu nào tương tự như vậy thì chúng ta vận dụng kiến thức căn bản thầy đã hướng dẫn để chúng ta về nhà tự làm. Rồi thầy xem các bạn nắm bắt như thế nào. Thầy mời bạn Quang Minh này. Quang Minh đâu? Quang Minh. Quang Minh lên tiếng. Đây. Rồi. Ở đây cho biết là bạn check này có cái gì đây? 86 magic bean. Mắt có bị kém không? 8 mấy? 89. 89 hạt đậu ảo thuật. Thì ta đã làm gì? Làm gì đây? He gave 32 magic bean to his sister. Là chúng ta thấy là bạn này cho đi. Vậy thì nếu chúng ta thấy cái hành động mà nó nói là cho đi thì chúng ta thấy là nó bị giảm hay là nó bị tăng? Giảm. Bị giảm. Nếu chúng ta cho đi là giảm, vậy thì chúng ta muốn để cho nó giảm thì chúng ta dùng phép toán cộng hay toán trừ nhỉ? Cộng hay trừ? Là trừ. Vậy thì chúng ta thấy là có bằng này 89 hạt, cho đi 32 hạt, đúng không? Cho đi. Rồi 24 hạt cho những người bạn. Rồi anh ta lại trồng 18 hạt. Thì bài toán yêu cầu chúng ta tìm cái gì đây? Tìm gì? Which number line show how many? Là đi tìm cái gì? Which number line là đi tìm cái gì? Là đi tìm hàng dọc nào có tương tự. Cái này số không phải là hàng dọc. Number line nó gọi là số. Chúng ta thấy cái mũi tên mà nó biểu diễn các con số trên này này. Nó gọi là trục số. Và các bạn có thể trên lớp thầy cô sẽ gọi là tia số nha. Trục số hay tia số đều được. Thì cái number line này là tia số. Để chỉ ra đi tìm cái gì? Tìm gì đây? Điểm gì? To find how many magic bean check. Điểm gì? Là tìm số còn hạt đậu còn dư. Tìm số hạt đậu còn lại. Còn lại hay còn dư. Tức nghĩa là ban đầu bạn này có bằng này hạt.
bạn này cho đi và cho đi. Thì cuối cùng cái phần còn lại của các bạn, của cái bạn check này chính là left. Vậy thì yêu cầu đi tìm cái left là đi tìm cái còn lại. Vậy thì chúng ta phải thực hiện toán trừ. Vậy chọn trục số nào? Câu B rồi. Câu B. Chúng ta thấy là bắt đầu là 89 hàng. Và chúng ta cứ cho đi thì nó sẽ trừ bớt, thì con số nó phải bị nhỏ đi, nó trở thành 57. Sau đó chúng ta lại trừ tiếp và cho đi, thì con số nó lại bé đi. Rồi chúng ta lại chồng đi 18 hàng, thì nó lại giảm đi tiếp. Vậy thì cái số còn lại chính là số chấm hỏi. Đấy. Vậy thì bạn chọn câu B. Theo ý kiến của bạn chọn câu B. Và chúng ta có thể xác định được cái số còn lại là mấy không? Mấy? Không, thì không biết rồi. Nhiều Quang Minh? Tới đây là 33 rồi. Giảm bớt đi 18 nữa thì còn nhiều. À, 33 bớt đi 18 thì còn nhiều. Chúng ta giảm 2 nấc đi. Thay vì chúng ta trừ đi 18. Thì bây giờ chúng ta trừ đi 10 trước. Rồi sau đó chúng ta trừ đi 8 sau. Được chưa? Vậy thì 33 trừ đi 10 còn mấy? Dạ thưa thầy. Số 33 này này. Chúng ta bớt đi 10 trước đi. Thì còn nhiêu? À. 33 trừ 10 còn mấy? Dạ thưa thầy, 14. Thầy hỏi 33 trừ 10 là mấy? Trả lời theo câu hỏi của thầy, đừng tự tính. 33 trừ 10 còn mấy? Dạ thưa thầy, 33 trừ 10 còn 23. Là 23. Bây giờ chúng ta trừ tiếp cho 8. Thì giờ chúng ta thấy số 3 này này. Thay vì chúng ta trừ 8, chúng ta trừ 3 đi rồi chúng ta trừ 5 sau. Vậy thì 23 trừ 3 thì còn mấy? Dạ thưa thầy, 3 trừ 3 còn 20. Còn 20. 20 sau đó chúng ta trừ cho 5 thì nó còn mấy? 20 trừ 5 còn mấy? Dạ thưa thầy là 15. Rồi 15. Vậy thì chúng ta học cái cách chúng ta trừ như thầy vừa mới hướng dẫn cho các bạn. Thay vì chúng ta trừ thẳng cho 18 thì giờ chúng ta trừ hàng chục trước đây, trừ 10 trước đây thì nó còn lại là 53. Rồi thầy trừ tiếp cho 8. Mà thay vì thầy trừ 8 thầy trừ 3 đi để nó mất số 3 đi. Thì thầy còn chỗ này là còn lại 5 rồi. Vậy là 20 trừ 5 chính là bằng 15. Có đơn giản không Quang Minh? Quang Minh? Dạ. Chúng ta dùng cách này thì nó sẽ giúp cho chúng ta tính nhẩm nhanh hơn. Thay vì chúng ta phải dùng bút viết để chúng ta ngồi, chúng ta trừ hàng dòng hàng dòng. Các bạn ra ngoài đường, các bạn mua bánh, mua kẹo, chúng ta trừ bớt tiền chúng ta đã đi mua đồ ăn ấy. Thì chúng ta biết cách nhẩm như thầy vừa mới hướng dẫn thì sẽ giúp cho mình tính toán sẽ nhanh hơn, mà chúng ta không phải đi mượn giấy bút hay là mượn máy tính để tính tiền. Thầy mời bạn Nguyên Thảo. Nguyên Thảo. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ tính cho thầy cái này xem. Bây giờ mẹ có bao nhiêu tiền đấy? Dạ có 19 tiền. 19 đồng penny. Thì bây giờ sau đó mẹ làm sao? Mẹ có xin 23. Tìm thấy thêm more này. 23 đồng tiền. Thấy thêm 23 đồng. Vậy thì thấy thêm 23 đồng ở nó núp ở trong cái tủ này này. Thêm 20 đồng. 20 đồng. Vậy thì khi mà tìm thấy thêm thì tiền của mẹ có nhiều hơn hay là nó ít đi? Dạ nhiều hơn. Nếu mà nhiều hơn thì chúng ta thấy là chúng ta dùng phép toán nào để chúng ta tính toán này? Phép toán gì? Dạ cộng. Cộng. Vậy là chúng ta thấy là ý tưởng của chúng ta là ban đầu có 19 đồng, tìm thấy thêm 23 đồng, tức nghĩa là chúng ta cộng thêm 23. Sau đó là sao? Tìm thấy 31 đồng. Tìm thấy thêm 31 đồng ở xe hơi. Vậy là cộng hay trừ? Dạ cộng.
Rồi cộng tiếp là 31. Rồi tiếp tục nữa. Gì nữa đây? Tìm thấy 15 món. À, tìm thấy thêm 15 đồng ở dưới kia, dưới một cái tấm thảm gì đấy. Và thêm 15 đồng. Đó, thêm 15 đồng chỗ này. Vậy thì chúng ta thấy là cái việc thêm thêm vào thì bây giờ người ta hỏi chúng ta là phải gì đây? Cái trục số nào chỉ ra cái gì? Total penny. Tích âm của mà. Là tổng số đấy. Tổng số. Vậy thì chúng ta dùng cái sơ đồ nào? Trục số nào? A hay B? Dạ, A. À, bắt đầu là con số 19. Chúng ta cộng thêm vào 23, cộng thêm 31, cộng thêm 15. Thì chúng ta sẽ xác định được cái số tiền bây giờ, tổng số hiện bây giờ nó có là bao nhiêu. Vậy thì bạn chọn câu A là để biểu diễn, tức là cái trục số để biểu diễn cái bài toán của chúng ta. Và có biết được nó là bao nhiêu tiền không? Dạ, bằng 73 thêm 15 đồng nó là nhiêu? 735 là bằng thêm nhiêu? 73 thêm 10 nữa đi. Là bằng 88. À, chúng ta thêm 10 đi thì chúng ta đã thấy nó bằng là 83 rồi. 83 xong rồi chúng ta thêm 5 nữa, tại vì 15 nó là thêm 10 và thêm 5. Vậy thì 83 thêm 5 là nó ra là 88. 88 đồng. Rồi, tương tự như thế các bạn về nhà cũng luyện tập cái trục số này. Thầy sẽ rà thêm sau, nếu như sau khi các bạn làm bài, các bạn còn khó khăn gì thì thầy sẽ hỗ trợ thêm. Thầy mời bạn Ngân Đình nhớ sửa lại là Quang Bình nhé. Rồi cho thầy ý kiến. Ở đây Mama Chipmunk này có một vài cái con này này. Thì chúng ta thấy là cái đứa con đã ăn bao nhiêu quả? 34. Bao nhiêu? Là 34 quả. 34. Và sau đó cô ta đã ăn bao nhiêu? 18. 18 quả còn lại. Thì người ta hỏi chúng ta đi tính cái gì? Đi đến ban đầu. À, tính tổng số đã có ban đầu. Tức nghĩa là chúng ta xem coi là ban đầu có là bao nhiêu không biết. Nhưng baby đã ăn 34. Đúng không? Baby ăn 34. Và cái số còn lại mà cô ta đã ăn là 18. Vậy thì cái 18 này là cô ta đã ăn. Tức nghĩa là mama đã ăn. Còn cái này là baby ăn. Chúng ta thấy phân biệt ra. Đây là cái số này baby đã ăn. Còn cái này là mẹ ăn. Vậy thì ban đầu là bao nhiêu? Tức nghĩa là đi tìm cái tổng số ban đầu có đấy. Thì chúng ta dùng toán gì? Toán gì chỗ này? Rồi cộng thì nó là mấy? Nó là 52. Rồi 52, ok. Mời bạn Gia Khương này. Gia Khương. Dạ. Biết thử phân tích cho thầy coi là bạn chóp này đã ăn gì đây? Dạ. Quả chuối. Ăn 19 quả. 19 quả chuối. Bữa nào? Lân là bữa gì? Dạ, lân là bữa ăn. Bữa ăn trưa hay bữa ăn sáng? Hay bữa tối? Lân là ăn sáng hay ăn trưa ăn tối? Ăn sáng. Breakfast mới là ăn sáng. Còn lunch là bữa ăn trưa nhé. Dinner là ăn gì? Dinner là ăn tối. Cái này là ăn tối. Còn đây là ăn trưa. Chúng ta phân biệt hai từ này ra.
lunch với dinner. Vậy thì chúng ta thấy là lunch là ăn 19 quả, dinner là 29 quả. Thì người ta hỏi chúng ta là ngày hôm nay là đã ăn how many bananas? Là hỏi ngày hôm nay là ăn bao nhiêu quả? Là người ta hỏi cái gì đấy? Là người ta hỏi là nguyên một ngày. Nguyên một ngày, đúng rồi. Vậy dùng phép toán gì để tính nguyên một ngày? Nghĩa là phép toán cộng. Ok, rồi cộng cho thầy xem. Vậy là 19 cộng cho 29 cộng sao? Thầy lấy 9, thầy lấy bớt 9 thì thầy dồn vào đây, 1 vào đây. Vậy là 9 cộng 1 là mấy? Là 10. Vậy thì chúng ta chỉ còn lại 8 thôi. Chúng ta viết 8 vào đây. 18. Vậy là chúng ta dư 10 cộng cái chỗ này nữa. 10 cộng 20, 30 cộng 10 là 40. Vậy là nó là 48. Bạn Quốc Anh mà còn vẽ bậy vào đây gây chia trí các bạn là sẽ mời ra khỏi lớp nha Quốc Anh. Học phải nghiêm túc. Khi nào mời trả lời thì các bạn sẽ tham gia trả lời. Còn lại chúng ta phải để cho bạn trả lời. Hoặc là chúng ta có câu hỏi, thắc mắc ý kiến thì chúng ta đóng góp thêm vào. Thầy mời bạn Hoàng Anh. Hoàng Anh. Dạ. Rồi cho thầy ý kiến xem ở đây người ta nói là con gì đây? Dạ con cáo. Con cáo. Con cáo này đi giải cứu những cái người bạn đúng không? Dạ. Từ một cái tháp cao. Vậy thì cô ta đã có một cái gì đây? Có cái gì? Rope là có cái gì? Rope là có cái. Tháp, rope là một sợi dây thừng đấy. Thì người ta mô tả cái sợi dây thừng này là dài mấy đây? Dạ, dài 19 mét nha. Sợi dây thừng này dài 19 mét. Nhưng cái từ but ở đây này này là người ta giải thích là nhưng đã có nhưng ở đây là đang so sánh gì đây? Nhưng ở đây là cái từ that này này. Các bạn học những cái câu này nó hơi khó đối với các bạn. Khi các bạn học Việt Nam đấy, cái từ that ở đây là nó đang để chỉ cái sợi dây thừng này. Nó ngắn hơn cái chiều cao cửa sổ là mấy? Là 12. Ngắn hơn, đúng không? Chỗ này này. Ngắn hơn cái cửa sổ là 12 mét. Vậy thì chúng ta thấy là chiều cao của cửa sổ là mấy? Bảy. Bây giờ nhé, các bạn lưu ý này, sợi dây thừng là rope, nó nói là ngắn hơn, nó ngắn hơn so với cái chiều cao của cửa sổ là window. Và chỗ này người ta ghi là ngắn hơn là bao nhiêu? Ngắn hơn là 12. Thì điều đó có nghĩa là cái sợi dây thừng này nó sẽ phải cộng thêm 12 mét thì nó mới bằng cái chiều cao của cửa sổ là window. Được chưa? Mà trong đó sợi dây thừng người ta cho là bao nhiêu mét đây? Dạ, 19. Vậy thì thầy thay sợi dây thừng này là 19. Thầy cộng 12 thì thầy ra được cái chiều cao của cửa sổ. Vậy thì chúng ta có thể tìm được chiều cao của cửa sổ là mấy không? Dạ, 34. Rồi, 34. Hồi nãy tôi thấy các bạn nào trả lời báo rất là đúng hay sai nhá. Nhưng các bạn cứ tự suy nghĩ và cho câu trả lời của mình. Thầy mời bạn bạn An Nhiên này. An Nhiên. Dạ. Rồi, chúng ta phân tích coi là ở đây là cũng một cái người là slide. The sky fox. Đá.
Nam mô. Đã lấy đi bao nhiêu quả? Là lấy đi 13 quả trứng. À, 13 quả từ trong cái rổ này. Cái rổ này là rổ của bạn bạn Kara. Thì sau khi cái bạn này lấy đi 13 quả thì Kara vẫn còn bao nhiêu quả? Còn 11 quả. À, vậy đây chúng ta hình dung, chúng ta vẽ cái rổ ra nhé. Bây giờ cái số còn lại gọi là still là số còn lại là 11 quả này. Và cái số mà nó đã lấy đi là 13 quả. Đúng không? Thầy vẽ cái mũi tên đi ra ngoài là 13. Tức nghĩa là 13 này, 13 quả này đã đi ra ngoài khỏi cái rổ thì còn lại là 11. Thì bây giờ yêu cầu đi tìm cái gì đây? Yeah. Số quả trứng bạn Kara có trước khi Slyphos này lấy ra khỏi cái rổ. Vậy thì làm sao để tính nó được? Mình cộng 11. Đúng rồi. Chúng ta lấy 11 quả còn lại cộng cho 13 quả đã lấy đi thì chính là cái số ban đầu. Vậy là ra nhiêu? Dạ là 24 quả. Rồi, 24. Rồi, thầy cảm ơn. Đúng rồi đấy, 24. Rồi. Rồi, tạm thời thầy cho các bạn ra chơi 5 phút nhé. Sau đó chúng ta học tiếp. Quên gì hả? Thay vì thầy ghi dấu chấm hỏi thì thầy ghi bằng chữ S ở đây cho các bạn nhá, để các bạn làm quen chữ S là chúng ta đi tìm S. Vậy thì 40 bằng 22 cộng S. Vậy thì chúng ta vận dụng cái tính chất của phép toán cộng và toán trừ thì chúng ta cũng sẽ được là 40 trừ mấy? Trừ 22 sẽ bằng S, là chúng ta đi tìm S này. Rồi. Vậy thì S bằng mấy? S là bằng bao nhiêu? 18. Bằng 18. Chúng ta điền vào đây là 18 nhé. 18. Rồi thầy mời bạn Minh Tuệ này. Minh Tuệ. Minh Tuệ đâu? Minh Tuệ chạy đâu rồi? Dạ thầy đợi ảnh trước, thầy ảnh đang đi toilet. Thầy mời bạn Quang Minh. Quang Minh, các bạn sắp xếp đi vệ sinh lúc ra chơi nha. Quang Minh đâu? Dạ. Bây giờ chúng ta xem coi là Sparky the Dragon này cho biết là đã sinh ra thì có bao nhiêu cái spike. Cái spike ở đây nó là cái gai đấy, là trên người con rồng này nó có cái gai. Vậy là có bao nhiêu cái gai đây? 28 spike. À, nó là 28 cái. Thì bây giờ người ta nói là cái con rồng này nó sẽ mọc như thế nào? Mọc thêm hay là nó mất đi? Mọc thêm. À, nó mọc thêm. Tức là do nó già hơn thì nó mọc thêm. Vậy thì chúng ta thấy là ban đầu là nó có 28 cái. Bây giờ nó mọc thêm, tức là chúng ta cộng thêm nó. Cộng thêm bao nhiêu không biết. Nhưng mà bây giờ sau khi nó mọc thêm thì nó thành bao nhiêu? Thành nhiêu? Quang Minh? Dạ. Nó mọc thêm nữa thì nó thành bao nhiêu cái đây? 80 spike. À, 80 spike là 80 cái. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm quen dấu chấm hỏi này, thầy thay bằng chữ S nha. Vậy là 28 cộng S bằng 80. Vậy thế thầy ở một chỗ đi thì thầy sẽ có S bằng gì? Dấu chấm hỏi 80 trừ hay cộng? 80 trừ bao nhiêu? 2. 2 mấy? 28. 28. Vậy S bằng mấy? S bằng X chấm hỏi 80 trừ 20 đi còn mấy? Hả? 80 trừ 20 còn mấy chục nè? Thế tôi chạy bằng 60. Ờ 60. Bây giờ thầy lại trừ tiếp cho 8 nữa thì là nhiêu?
chúng ta trừ cho 28 thì chúng ta trừ làm 2 lần. Chúng ta trừ 20 rồi chúng ta trừ cho 8. Vậy là 80 trừ 20 là ra 60. 60 thầy trừ tiếp cho 8 nữa thì ít bằng mấy? 60 trừ 8 còn mấy? 60 thì chúng ta lấy nó là 50 với 10 đấy. Chúng ta rã ra thì 10 trừ 8 thì còn mấy? Thì thay bằng 20. Ơ? 10 tức là 10 cái trừ cho 8 cái thì là còn 2 thôi. Vậy thì cái 50 này thầy viết ở đây là viết số 5 ở đây. Vậy là ít bằng mấy? Ít bằng mấy đây? 25. Gì? 52 chứ sao? 25. Rồi, bằng 52 nhé. Về nhà luyện tập về tính toán thì dùng thầy nhiều hơn. Thì chúng ta mới vững được các phép toán này. Ở đây là chúng ta sang phần toán đố rồi. Nên cái việc luyện tập mà tính toán thì các bạn chịu khó về nhà làm bài chúng ta luyện tập kỹ. Rồi bây giờ để đỡ nhức đầu. Nếu mà chúng ta học nhiều toán đố quá là chúng ta sẽ bị suy chép. Nên thầy sẽ dừng bớt cái toán đố này để hôm sau chúng ta học tiếp. Bây giờ thầy sẽ chuyển sang một cái mà nó nhẹ nhàng hơn là chúng ta học về đơn vị đo lường và so sánh nha. Rồi so sánh. Rồi thầy mời bạn bạn gì đâu mất tiêu rồi. À Giác Khương. Rồi Giác Khương đâu? Giác Khương. Giác Khương lên tiếng. Yeah. Rồi bây giờ Giác Khương xem có ở đây người ta cho chúng ta cái gì đây? Red string. Nó cho cái gì? String ở đây là sợi dây. Sợi dây màu gì? Yeah, sợi dây màu đỏ. À màu đỏ. So với một cái sợi dây màu xanh thì như thế nào? Nghĩa là nó dài hơn. À, longer than là dài hơn. Vậy thì thầy biểu diễn là red string. Nó sẽ dài hơn, tức là nó lớn hơn so với blue. Rồi, tiếp tục. Người ta lại nói blue so với green thì thế nào? Dạ, blue so với green thì long hơn green. À, longer than là nó dài hơn. Vậy thì cho thầy hỏi là người ta so sánh trung gian qua cái mục blue thì chúng ta thử xem coi là red dài hơn blue, blue dài hơn green. Vậy thì cái nào là nó dài hơn? Giữa nghĩa là cái red. À red dài hơn. Nên chúng ta trả lời câu hỏi là which is longer thì chúng ta sẽ chọn câu nào? Là red. String, cậu bè. Yeah. Rồi, mời Đức Nam. Đức Nam. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta so sánh cao hơn, taller với shorter là ngắn hơn. Bây giờ chúng ta xem coi là giữa cái cookie và cái block thì cái nào cao hơn? Cái block. À, vậy là chúng ta dùng cái chữ nào để trả lời chỗ này? Cookie is taller. Nếu chúng ta dùng chữ taller là chúng ta đang nói cookie là nó cao hơn à? Cái này có cao hơn không? Dùng cái nào? Shorter hay taller? Đức Nam. Dạ. Dùng cái nào? Taller hay shorter? Taller. Taller hả? Cái chủ ngữ chỗ này là cookie mà. Nếu chúng ta dùng cái taller tức là cookie nó cao hơn à? Shorter. À, shorter. Rồi, chúng ta nhớ cấu trúc câu là đang nói cookie nó ngắn hơn so với cái file block. Rồi, bây giờ ice cream so với block thì cái nào? Cái nào?
I ask him. Dùng chữ nào? Taller. Taller. Rồi. Bây giờ chúng ta thấy bắt cầu nhé. Bắt cầu. Là cookie. Thầy ghi tắt chữ cookie. Nó ngắn hơn so với block. Block thì nó ngắn hơn so với ice cream. Ice cream. Vậy thì giờ chúng ta so sánh giữa cookie với ice cream thì cái nào cao hơn? Dùng chữ nào? Dùng chữ nào đây? Ice cream so với block thì nó nào đứa nào chọn nào cho lờ rồi đúng không? Bây giờ chúng ta kết luận thử xem cái từ sâu ở đây là để chỉ kết luận này, cái từ sâu ở đây là kết luận. Vì thế tức nghĩa là chúng ta kết luận là cái cookie so với ice cream thì thế nào đứa nào? Con là ice cream ạ. Bây giờ dùng chữ taller than hay softer? Taller. Softer. À, softer than. Chúng ta thấy rõ ràng cái softer than là để chỉ kết luận là cookie ngắn hơn so với ice cream. Thì cái này là chúng ta vận dụng cái tính chất bắt cầu, là bắt cầu qua cái gì? Qua cái block. Tức nghĩa là chúng ta muốn kết luận được cái cookie so với ice cream như thế nào thì chúng ta phải so sánh trung gian thông qua cái block, là cookie ngắn hơn block, block ngắn hơn ice cream. Thì từ đây chúng ta bắt cầu ra, chúng ta kết luận là cái cookie sẽ ngắn hơn ice cream. Nha các bạn. Rồi, có trả lời đây. Mời bạn Gia Hưng. Dạ. Rồi, chúng ta xem coi là tóc của bạn nào đó. Leo nó dài hơn của ai? West. Dài hơn so với West. Thầy viết tắt chữ West nha. Rồi bạn West thấy thì dài hơn bạn eo là. Rồi bây giờ chúng ta xem coi eo là với cả Leo thì ai dài hơn? Leo. À, Leo. Rồi đúng rồi. Mời Quang Bình. Quang Bình. Dạ. Rồi, chọn so sánh xem. S với block thì chữ nào? Hai. Taller hay shorter? Quang Bình. Quang Bình. Dạ, là shorter. À, shorter đen, ngắn hơn. Giờ giữa hand với cả block thì cái nào? Sẽ là taller than. À, taller than. Giờ chúng ta kết luận giữa trứng và gà thì? Quả trứng shorter than con gà. À, shorter than. The egg is shorter than the hen. Vậy là chúng ta kết luận được không có trung gian. Rồi, tương tự như vậy, các bạn về nhà các bạn cũng so sánh dựa trên tính chất bắt cầu vừa rồi để chúng ta làm cái bài đó. Rồi bây giờ đơn vị đo lường theo cm, theo inch, theo inch. Rồi bây giờ chúng ta coi cái đơn vị đo lường theo cm và mét nhé. Mời bạn Quang Minh. Quang Minh. Thầy tiếp. Quang Minh cho thầy biết coi là lựa chọn cái đơn vị nào. What unit là cái đơn vị tính để đo cái gì đây? Đo gì? Cellphone là đo cái gì? Là đo cái điện thoại. À, đo cái chiều dài. How long? Là đo cái chiều dài của điện thoại di động. Cell phone là điện thoại di động. Giờ chúng ta đo chiều dài, giờ chúng ta phải
chúng ta phải hình dung đơn vị mét và đơn vị cm thì chúng ta mới đo được. Chúng ta thấy đơn vị mét là nó cỡ như thế nào các bạn? Chúng ta duỗi cái tay ra. Hai đầu ngón tay chúng ta dang ra thì hai cái đầu ngón tay thì của các bạn tương đương với 1 mét. Đúng không? Tức là nếu thầy vẽ cái hình ra như vậy này. À, giờ thầy vẽ nhé. Dụ các bạn này. Bạn dang tay ra. Dang tay ra. Thì giờ chúng ta nhẩm là hai cái đầu ngón tay của hai bạn này là dang nó ra. Thì chúng ta thấy là cái đơn vị tính chỗ này này. Người ta nói nó là 1 mét. Đơn vị là 1 mét. Rồi. Thì chúng ta thấy là nó khoảng là 1 mét. Tức là hai đầu ngón tay chúng ta khi chúng ta dang cái cánh tay ra thì chúng ta thấy là bề ngang nó khoảng là 1 mét. Còn 1 cm ấy, thì chúng ta thấy là bề ngang của một cái ngón tay. Bề ngang của cái ngón tay này này. Cái ngón tay của chúng ta đó. Thì nó gọi là 1 cm là cái đơn vị tấn. Bây giờ chúng ta phải so sánh cái điện thoại khi chúng ta đo. Thì chúng ta dùng cái sải tay để chúng ta đo hay là chúng ta dùng cái bề ngang ngón tay để chúng ta đo. Con Minh. Rồi. Dùng nào? Dùng ngón tay đo. À, dùng cái bề ngang ngón tay chúng ta đo. Chứ bây giờ nếu mà một cái sải tay của mình đo mình đâu có đo được. Nó phải nhiều sải tay. À, vậy thì cuối cùng chúng ta chọn A B để chúng ta đo lường nó. A B. Dùng mét hay là cm? Dạ rồi. Dùng B đúng không? Dạ. Rồi cm để chúng ta đo cái điện thoại. Mời bạn An Nhiên. Chúng ta đo chiều cao của cái con giraffe và con hươu cao cổ. Thì chúng ta nghĩ nó là 5cm hay là 5m? 5m ạ. Tại vì chúng ta thấy nó gấp 5 lần cái sải tay của mình. Còn nếu mà 5cm là nó gấp 5 lần cái đốt ngón tay của mình. Thì chắc nó chỉ gỡ bằng chiều cao nó chỉ là ngón tay thôi. Nên chúng ta không thể nào nói rằng chiều cao của con hươu cao cổ là 5cm được. Mà nó phải là 5m. Vậy là bạn chọn câu B. Cái này đang hỏi chúng ta để xem chúng ta ước lượng cái đơn vị đo lường như thế nào. Tôi mời bạn Hoàng Anh. Hoàng Anh. Dạ. Chúng ta tính đơn vị đo lường của cái gì đây? Dạ. What? Là cái gì? Dạ là cái đồng hồ. À, đồng hồ đeo cổ tay. Thì chúng ta nghĩ nó là 20m hay là 20cm? Dạ 20cm. À, 20m nó dài lắm. Tức là nó gấp 20 lần cái sải tay. Đồng hồ có thể nó gấp 20 lần cái sải tay được. Thế chỉ là 20cm. Rồi. Mời bạn Minh Tuệ. Minh Tuệ. Minh Tuệ. Dạ. Rồi. Chúng ta đo chiều dài của cái gì đây? Chất là đo cái gì? Chất là cái xe tải. Ờ, xe tải chuyên đi chở cát, chở gạch đúng không? Chất. Dạ. Chở xe tải đấy. Giờ chúng ta đo chiều dài xe tải là chúng ta đo bằng đơn vị cm hay mét? Mét. À, mét. Nó gấp vài lần của cái sải tay của mình đo bằng mét. Thực ra chúng ta cũng thể đo bằng đơn vị cm nhưng mà rất là nhiều các bạn. Sau này các bạn học là 1 mét là nó bằng 100cm là 1 mét. Nó gấp 100 lần cái đơn vị cm. Tức nghĩa là một sải tay của chúng ta, người ta tính ra là nó gấp 100 lần so với bề ngang của ngón tay. Gấp 100 lần. Nên người ta mới nói là 1 mét là bằng 100cm. Đấy là cái quan hệ giữa hai đơn vị đo lường
mét và cm, nó gấp nhau. Vậy thì khi chúng ta học trên trường, học những đơn vị khác thì chúng ta cũng thấy nó có cái sự gấp nhau bao nhiêu lần thì chúng ta nhớ để chúng ta làm bài. Rồi, chúng ta bao xe tải bằng mét. Ok. Rồi thầy coi là. Thầy ơi. Sao? Có đi mét ông thầy. Nói gì thầy không nghe. Thầy trong mét đánh đo chiều dài có decimet không thầy? À có. Decimet nó là một đơn vị đo lường khác chúng ta sẽ học trên trường. Nó cũng tương tự như là cm với cả mét đấy. Decimet là gấp 10 lần cm đúng không thầy? Đúng. Một decimet thì gấp 10 lần 1 cm. Gấp 10 lần. Rồi bây giờ chúng ta làm quen một cái đơn vị đo lường khác của Mỹ và Anh. Nó gọi là feet và inch. Thầy mời bạn Hoàng Anh. Dạ. Đơn vị feet là đo cái gì đây? Dạ. Feet là gì? Là... Feet này nó giống như chữ gì đây? Foot. Gì? Foot. Foot nó là cái gì? Chân. À, là cái bàn chân. Yeah. Chúng ta lấy cái bàn chân này làm chuẩn. Thì chúng ta sẽ thấy là chiều dài của cái bàn chân. Người ta gọi nó là one foot. Đấy. Là đây là một cái đơn vị chuẩn. Người ta dùng cái bàn chân để nó đo. Còn cái inch thì chúng ta thấy là nó gần bằng chiều cao của một đốt ngón tay. Ví dụ thầy vẽ cái ngón tay này ra. Nếu mà thầy chia là ba đốt. Thì chúng ta thấy là một inch. Người ta lấy một đốt ngón tay để ta ước lượng. Nó là một inch. Vậy thì chúng ta thấy là một inch thì nó tương đương với chiều cao của một đốt ngón tay. Còn foot là tương đương với chiều dài của một bàn chân. Rồi, bây giờ bạn Hoàng Anh cho thầy biết coi là đo cái gì đây? Dạ, quyển sách. Chiều dài của quyển sách. Thì chúng ta lấy bàn chân chúng ta đo hay là lấy inch để đo? Dạ, là inch. À, lấy inch. Bởi vì cái cuốn sách của chúng ta là nó cũng xấp xỉ với cái bàn chân nên chúng ta không đo được, thì chúng ta phải lấy cái nhỏ hơn nữa để chúng ta đo. Vậy thì bạn chọn cái đơn vị đo lường đây là inch. Vậy thì các bạn hình dung ra inch là đơn vị đo lường là tương đương với chiều cao của ngón tay, feet là chiều dài của bàn chân để chúng ta ước lượng nó nha. Mời bạn Nguyên Thảo. Nguyễn Thảo. Dạ. Chiều dài của con gì đấy? Dạ, chiều dài của con cá heo. Cá voi hay cá heo? Dạ, cá voi. À, cá voi. Thì chúng ta nghĩ rằng nó gấp 30 lần, đây là 30 lần ngón tay hay 30 lần cái bàn chân? Dạ, 30 lần. Dạ, 30 lần. Đi, ơi. À, 30 lần cái bàn chân. Vậy thì chúng ta chọn A hay B? Dạ. A hay B? Dạ, A. À, A. 30 cái bàn chân. Nó dài mà. Nó phải gấp 30 lần cái bàn chân. Bạn An Nhiên. Dạ. Đo chiều rộng của cái gì đây? Dạ, một cái bánh mì. À, một lát bánh mì. Slice ở đây là một lát bánh mì. Tức nghĩa là chúng ta biết là cái ổ bánh mì của chúng ta đấy. Ví dụ thầy vẽ cái ổ bánh mì như vậy này. Đó, ổ bánh mì nó dài như vậy này. Đấy, nó dài như vậy. Nó dài như vậy. Thầy vẽ nha. Đó. Thì bây giờ nếu mà chúng ta cắt một lát ra.
Thì cái này thầy gọi nó là một lát thôi. Và cắt nó ra. Thì nó gọi là slice. Thì bây giờ chúng ta đo cái bề rộng của một cái lát bánh mì này. Thì chúng ta lấy là nó là 4 feet hay là 4 inch? Là 4 4 gì? In. À 4 inch. Lát bánh mì không thể nào mới gấp 4 lần cái bàn chân được. Đúng không? Nếu 4 lần bàn chân chúng ta thấy là bánh mì nó bự lắm. Nên không thể nào là A được. À không thể nào là B được. Mà chúng ta sẽ chọn là 4 inch. À, thì bề ngang nó là khoảng cỡ 4 ngón tay. Mì đó em. Nhỏ nhỏ. Mời bạn Minh Tuệ. Nói gì đây? Nói gì đây Minh Tuệ? Dạ. Một cái heo. Chiều dài của? Xe bớt. Xe bớt. Thì chúng ta thấy là feet hay là inch? Feet. À, feet so với bàn chân. Ok. Rồi bạn Minh Tuệ đừng có viết vào đây. Giờ thầy quay lại, thầy mời mời bạn. Giờ chúng ta đo. Rồi thầy mời bạn ở trên này. Thầy mời bạn Giác Khương này. Giác Khương đâu? Này nó sắp hết rồi. Rồi Giác Khương cho thầy biết coi là chúng ta đọc chiều cao của cái sunflower là cái hoa hướng dương, hoa mặt trời này này. Chúng ta nhìn vào thước là nó bao nhiêu đây? Để là mấy? Năm. Năm gì? Năm gì? Đơn vị nó đây này. Năm gì? Năm gì? 5 feet. À, 5 feet, gọi là 5 feet. Rồi, chúng ta điền số 5 vào đây. Rồi, bạn Đức Nam. Đức Nam. Dạ. Cái nào là 5 inch đây? Bút màu gì? Bút màu xanh ạ. À, màu xanh. Là chữ gì? Chữ gì? À, xe. Mời bạn Gia Hưng. Máy đây Gia Hưng. Dạ. Đo được bao nhiêu inch đây? Máy. Dạ 3. Rồi 3 inch. 3 inch. Mời Quang Bên. Quang Bên. Bao nhiêu? Dạ. Bao nhiêu feet? Dạ là 9 feet. À 9 feet. À đó đấy chiều cao đó, 9 feet. Đúng rồi đấy. Đấy. Ta là quen đọc đếm đo lường. Cái ước lượng kia chúng ta mới thấy khó. Chứ còn cái dưới này chúng ta thấy nó dễ rồi. Rồi tương tự như vậy đây. Tương tự đối với cm và mét các bạn tự đọc to. Mời bạn Quang Mất nè. Difficult. Quá là difficult cho ngược lại. Đúng không chị ơi? Không, Quang Mất cho thầy ý kiến chưa? Bạn nào phát biểu xong rồi tắt mic cho thầy. Quang Mất. Dạ. Xem cái hình chữ nhật này chúng ta đo lường thì nó bằng bao nhiêu so với cái gì đây? Cái small paper clip là cái kẹp giấy đấy. Chúng ta đếm coi là khoảng bao nhiêu cái kẹp giấy. Đếm xem. Thầy khoan cứ hai cái đấy. Thầy có 15. 15 hả? Đúng rồi đấy. Để thầy kiểm tra xem. 2 4 6 7, 7 chỗ này là 9, 11, 13, 15. Rồi, mắt của các bạn tốt hơn mắt thầy. Rồi, 15. Còn cái hình chữ nhật so với đơn vị cm thì nó là bao nhiêu? Mấy. Mấy?
7. Rồi. Rồi bây giờ so sánh cho thầy thì cho thầy biết coi là cái hình chữ nhật này là 7 cm, còn so với paper clip thì nó là 15. Đó, thì chúng ta tính nó ra. Chúng ta dùng hai cái đơn vị đo lường. Nếu chúng ta dùng cái paper clip thì chúng ta nói nó là 15 cái paper clip. Còn nếu chúng ta lấy đơn vị đo lường là cm thì chúng ta nói nó là 7 cm. Đây là các hệ đơn vị đo lường. Cũng giống như hồi nãy bạn gì hỏi là decimet ấy. Nếu thầy lấy một cái vật, đúng không? Là một cái con bu lông đi. Đây, thầy vẽ cái con bu lông. Cái con bu lông ở đây này, ở trên nó có cái đầu. Trên cái đầu. Bây giờ cái con bu lông này nó dài là 1 decimet. Đó, đơn vị tính là decimet. Bây giờ thầy hỏi là cái chiếc xe đạp nó bằng bao nhiêu con bu lông, nó dài bằng bao nhiêu bu lông. Ví dụ như là 23 con bu lông thì thầy nói nó là 23 decimet. Thầy viết tắt nó là decimet. Decimet ở đây là đơn vị tính của một con bu lông dài 1 decimet. Vậy thì nếu chiếc xe đạp nó gấp 23 lần thầy đo thì thầy nói nó là 23 decimet. Nhưng mà tại vì bài này nó không có liên quan thì chúng ta đang làm quen khái niệm về đơn vị đo lường thôi. Bà là coi chừng đếm bị sai rồi. Nó báo sai nè. Để thầy kiểm tra lại coi nó bằng mấy. Để thầy đếm lại coi là có phải đấy không nha. Đây thầy vặt này xuống. Thầy vặt này xuống. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Có 14 thôi. Có 14 thôi chứ không phải 15. Đấy các bạn thấy không? Có 14 thôi nha. Đếm cho cẩn thận. Rồi. Đó là chúng ta đếm đơn vị đo lường. Rồi thầy xem coi là ước lượng chiều dài ở đây có mấy bạn bị sai này. Chúng ta ước lượng đơn vị đo lường. Thầy mời bạn Đức Nam. Đức Nam. Dạ. Rồi ước lượng cho thầy xem coi là cái đường này có chiều cao là 1 inch. Bây giờ chúng ta xem cái tháp này nó cao khoảng bao nhiêu inch này. Đếm xem. Bảy ạ. 2, 4, 6, 7. Vậy là chiều cao của cái này là khoảng mấy đây? 7 ạ. À, 7 inch. Chúng ta nhớ là cái này này nó tương đương với 1 inch. Thì chúng ta xem coi là cái tower này nó tương đương gấp bao nhiêu lần so với cái line. Thì chúng ta thấy là nó là 7 inch. Chúng ta ước lượng nó. Mời bạn Hoàng Anh. Hoàng Anh. Dạ. Chúng ta thấy chiều dài của cái này là 5 inch. Vậy thì cái này ước lượng nó khoảng là mấy inch đây? Dạ là 9. 9. Nếu mà chúng ta đo đấy, chúng ta có thể vẽ bề ngang của cái này là 5 inch. Thì nó cỡ nằm cỡ đây này. Đấy, nằm cỡ đây là 5 inch. Vậy thì cái này nó không thể gấp đôi được. Nếu gấp đôi thì là 10 inch. Mà chưa gấp đôi. Nên bạn đoán nó là 9 inch. Bạn ước lượng là đúng. 9 inch. Mời bạn Minh Tuệ. Minh Tuệ. Minh Tuệ. Dạ. Cái đường line đó người ta cho chúng ta là một phút chân. Là một bàn chân. Giờ chúng ta ước lượng coi cái này là khoảng bao nhiêu. Vẽ ra đấy. 4. À, khoảng tương đương với là 4 gì? 4 chân. À, 4 feet. 4 feet thôi.
Mời bạn An Nhiên. Ước lượng con bò cái khoảng nhiều? Con bò là 8. Là 8. Chúng ta thấy bề ngang này là nó dài vậy là 9. Nó dài hơn này là 9, vậy thì ngắn hơn nó phải là 8. Ta quan sát thấy nó. Ta ước lượng nó rồi. Đấy là ước lượng cái đơn vị đo lường đó. Bây giờ chúng ta cái đo lường toán đố này chúng ta để hôm sau đi nhé. Chúng ta gần hết giờ rồi, nên thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn giải quyết cái picture graph là thống kê cái số liệu. Chúng ta biểu diễn cái số liệu thống kê. Rồi các bạn xem nhé. Thầy mời mời bạn Hoàng Anh. Hoàng Anh đâu? Dạ. Rồi bây giờ chúng ta nhìn trên này, người ta thống kê là ở đây là một vài bạn lớp 1 này. Bây giờ đếm số con rùa ở trong cái ở tại cái khu khu bể cá, đúng không? Thủy cung. Thì chúng ta thấy là bạn Antoi này đếm là có bao nhiêu biểu tượng đấy? Mấy? Là mấy? Chỉ là 8. Là 8. Mỗi một biểu tượng là tương đương với là bao nhiêu con? Dạ, 1. 1 con, vậy là tương đương chỗ này là 8 con. Bạn Hugo là mấy? Vậy là 3. 3. Lilu là 4. 4. Còn bạn Ethan là mấy? Là 6. 6. Bây giờ yêu cầu là chúng ta thấy là người ta yêu cầu là hỏi là Antoi đếm thì sẽ so với Ethan. Antoi so với Ethan thì nó more than là bao nhiêu? 8 này, 6 này. More than là nó nhiều hơn bao nhiêu đấy? Thì là 2. Là 2. Chúng ta quan sát cái biểu đồ, chúng ta học cách để chúng ta quan sát biểu đồ và chúng ta nó là 2. Đây. Mời bạn Gia Khương. Gia Khương. Gia Khương. Dạ. Rồi, tương tự như vậy, mỗi một cái biểu tượng con khỉ này tương đương với là one chick, tức là có số lượng là 1. Thì Zigo là có bao nhiêu? Có nhiêu đây? Mấy? Đếm. Có 10. Có phải 10 không? 2, 4, 6 và thêm 3 nữa là mấy? 9 thôi. Dạ là 9. 9. Mo là mấy? Mo là 2. 2. Rồi, bo bo là mấy? Dạ là 6. 6. Hippo là mấy? Dạ là 3, 4. 4. Rồi, bây giờ người ta so sánh là bo bo và Zigo. Bo bo và Zigo. Cả hai bạn ấy có tổng số là bao nhiêu? Zigo và Bo Bo này tổng số là bao nhiêu? Total of là bao nhiêu đấy? Nghĩa là 15. 15. Chúng ta điền 15 vào đây. Chúng ta phải đọc được biểu đồ và chúng ta hiểu được câu hỏi để trả lời. Mời Gia Hưng. Gia Hưng. Yeah. Rồi, một biểu tượng. Cái con này chính là cho một con ladybird. Thầy cho thầy biết là slide là có nhiêu con đây? Mấy? 8. Là 8. Ok, đếm được rồi đó. Là 8. Tiếp tục. Đây là 2. 2 và 2. Và đây là 4. Rồi, cho chúng ta trả lời xem.
câu hỏi là học gì đây? Slide là mấy đây? Tám. Rồi chúng ta điền vào đây là tám nha. Ok. Bạn Quang Bình. Quang Bình. Rồi thầy không nói về cái này nữa. Chúng ta tự đếm. Một biểu tượng là con nước. Bây giờ tính gì đây? Tính gì? Tổng số. Vậy thì chúng ta phải làm gì để tính được tổng số đây? Một, hai, ba, năm. Vậy thì total nó là mấy? Là mấy Quang Bình? Là 11. Rồi, 11. 11. Rồi, mời Quang Bình này. Rồi, bây giờ thầy sửa thêm một bài số problem. Có bạn nào không 17 em bà? Em ai không 17 đấy? Rồi, em ai không 17 đấy? Không nói chuyện riêng, không nói chuyện riêng. Quang Minh đâu? Quang Minh. Rồi, Quang Minh trả lời cho thầy. Nhìn biểu đồ này, chúng ta thấy Pepsi là mấy đây? Tương số mấy? 10 thầy. 10. Tương tự, Bobby là mấy? 7. Rồi, Billy? 5. 5. Còn bạn Bella là mấy? 12. 12. Bây giờ người ta hỏi là gì? Nhớ, người ta trả lời cho chúng ta chỗ này là 12, đây là 12 đô la. Tức nghĩa là một nhóm, những người bạn này đang thống kê là cái số đô la mà kiếm được trong cái việc đi cắt cỏ. Thì bạn Pepsi này kiếm được 10 đô, bạn Bobby 7 đô, bạn Billy là 5 đô, cái chữ đô la các bạn thấy không? Còn bạn Bella là kiếm được 12 đô. Như câu hỏi là yêu cầu mình tính cái gì? Số đô la. Sao nữa? Friendly have all total. All together chính là cái total đó, là tính cái gì? Tính tổng số. Đúng không? Vậy thì chúng ta tính tổng số thì làm sao? Làm sao? Làm sao để tính tổng số? Bây giờ mình cộng tổng số là mình cộng lại với nhau. Cộng lại, cộng cho thầy xem. Lấy cái gì cộng đây? 10 cộng 12. 10 cộng 12 là 22. 22. 15 cộng 7 là 5 cộng 7 là 12 nữa. Vậy thì cộng hết lại là nhiêu? Nhiêu tiền? 34 đô. 34 đô. Rồi còn một câu cuối thầy mời bạn phải kiểm tra bạn Minh Tuệ đi. Minh Tuệ. Minh Tuệ dạ, lên tiếng. Dạ. Rồi nhìn biểu đồ này, thầy không nói đến con số nữa, tự trả lời nha. Yêu cầu tính cái gì đây? Yêu cầu đến tính gì? Chúng ta thấy chữ fill ở và chữ đèn ở đây. Chính là so sánh giữa bạn nào với bạn nào? Hay là so sánh giữa cái gì? Giữa bạn Marila. Đâu có Marila đâu. On the beat so với on the Iceland. Tức nghĩa là so sánh cái số lượng mà bạn đó là số lượng cái mermaid này ở tại đâu? Tại bãi biển và ở đảo. Là ít hơn là bao nhiêu? Đúng không? How many fewer là đang hỏi ít hơn, là ít hơn so sánh giữa on the beach và on the Iceland, là so sánh giữa hai cái vị trí này. Giờ chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy beach là đây,
so sánh với Iceland ở đây. Vậy thì chúng ta thấy Iceland số lượng là mấy? Mấy đây? Mấy? Minh Tuệ? Biểu đồ cho biết nó là bao nhiêu đây Minh Tuệ? Số lượng là 10. Rồi, cái này là 10. Còn bit là mấy? Bit là 5, bit là 4. 4. Vậy thì nó ít hơn là bao nhiêu? Ít hơn bao nhiêu? Là 6. À, 6. Và chúng ta điền ở đây. Chúng ta thấy là một cái là 4, cái là 6. Nó chân lọt nhau. À, một cái là 4, cái 10 chân lọt nhau là 6 nha. Và là hơn 6. Rồi. Tạm thời thầy dừng ở chỗ này. Để chúng ta chừa ra cái buổi học hôm sau. Chúng ta giải quyết thêm một ít toán đố. Và một ít cái phần thống kê dữ liệu này. À, do lớp này là lớp thầy sẽ dạy chậm một tí thì chúng ta sẽ phải cần dùng tới 4 buổi để chúng ta ôn tập cái phần lớp 1 cho nó kỹ nha các bạn. Đó. Rồi thôi thầy